Các đồng chí Hoàng ra vị trí. Đấy. Đi với mấy bà bạn tôi. Tại sao tôi kêu anh rửa đống chén anh không rửa? Tôi không muốn rửa. Anh làm chồng vậy mà được à? Thì sao? Bây giờ anh muốn ở với tôi nữa không? Anh nói gì tiếng đi. Sao cô phải to tiếng như thế? Cô định đánh tôi à? Đúng rồi, đánh anh đó. Cô giỏi, cô đánh đi. Đánh đi. Báo cáo. Báo cáo về vị trí. Hay ra là đánh dở, đi còn đánh dở. Vâng, ngày mai là ngày 20 tháng 10. Đây là ngày hôm nay là đồng chí rất là dũng cảm. Tôi rất hy vọng là vào một ngày nào đó không được nghe một tin báo nào đó nổi tiếng ở trên mạng về một nội dung là vợ chồng đánh nhau. Tiếp tục mời cặp của đồng chí Phến. Các đồng chí có thể sử dụng bất kỳ động tác nào khác, không nhất thiết phải động tác như vừa học. Bắt đầu. Hôm qua đồng chí lấy thuốc của tôi đúng không? Tại sao đồng chí ăn hết hai trái chú của tôi? Để ốm ông chú nè. Đồng chí muốn lấy chú đánh thắng tôi. Đúng rồi. Nếu mà nói tôi đánh lấy chú. Nếu mà đồng chí muốn đồng chuối. Nếu mà đồng chí muốn hai quả chuối thì đánh thắng tôi. Các đồng chí thấy là tiểu phẩm của đồng chí Phến, đồng chí Hiếu có vui không ạ? Vui ạ. Sau giấc ngủ sản xuất bởi Viettel Media.